Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Duy, quê tỉnh Nam Định để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào rạng sáng ngày 16 tháng 6, Duy điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn thuộc xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc đã va chạm với một xe máy do một người đàn ông 57 tuổi trú tỉnh Đồng Nai điều khiển, khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây tai nạn, Duy đã lái xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Duy là người điều khiển phương tiện gây tai nạn nên đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.